Chào anh em, hôm nay mình sẽ đập hộp một em rùa order trên mạng. Vâng, em rùa này trên ảnh rất là đẹp, lung linh, không biết ngoài thực tế như thế nào. Vàng 96%. Đây, cước phí là 300.000 tiền ship. Vâng, nó vừa đi một quãng đường khá là xa, từ Hồ Chí Minh ra Vĩnh Phúc. Mày sắp có bạn rồi. Con này của mình đặt thêm một em nữa để cho em này có bạn. Cũng rất hồi hộp vì nhìn qua ảnh nó rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ bắt đầu khui cái hàng này ra. Đây, biết có rùa không hay là cục gạch kia để. Bọc khá là chắc chắn đấy. Ở đây mà đón bạn đi đâu. Phải gạch không anh em? Ô. Trời ơi. Đã bị cố định. Ồ. Mọi người thấy chưa? Hai cái này để cố định em rùa này, không cho bò. Và cuối cùng là em nó. Wow. Bạn này, trời ơi, nó to gấp đôi con của mình. Không phải gấp đôi, gấp rưỡi. Những hình ảnh đầu tiên của em rùa được đi từ miền Nam ra miền Bắc. Khui tiếp thôi. Đóng gói có vẻ rất là chuyên nghiệp. Bạn này. Trên này xuống nha. Xem ra con rùa của mình nó không hề thích thú gì với người bạn mới này. Một tay quay một tay khui cho đây này. Từ khi gửi hàng đến hôm họ gửi hôm thứ năm và hôm nay thứ bảy, trong vòng 2 ngày đi xe hình như là còn được ưu tiên là để khoang lạnh nữa. Vâng, những hình ảnh đầu tiên của em rùa. Rùa vàng. Rùa lúi vàng. Vàng 96%. Trời ơi, chắc quá. Rồi. Trời, con kia lại đâu rồi? Đến với bạn đi. Trời ơi, thế này một trời một vực. Và rất là đẹp. Bạn chắc là rất là mệt. Sau một quãng hành trình 2 ngày. Ồ. Vâng, xin mời các bạn cùng chiêm ngưỡng. Có vàng hơn chút. Mình cùng xem ra ngoài nắng nha. Hôm nay trời nó còn hơi âm u, không có nắng. Vâng.
khá là ổn mọi người ạ. Vàng 96%. Vâng. Shop bảo 98 nhưng mình chỉ định giá là 96 thôi. À, một em cái 96% về độ vàng. Khá là đẹp. Chào mừng gia nhập gia đình. Tắm rửa trước khi vào nhà nha, làm đúng các thủ tục. Rửa hết bụi bẩn nha. À, uống nước về. À, 2 ngày liền ở trong đấy không đúng nước. Nói chung là mình khá là ưng với chú rùa này. Sau khi được ship đi mấy ngày đường nhưng mà chú em nó vẫn rất là có vẻ là khá khỏe mạnh đấy. Hôm nay trời nó mù, nó không độ sáng như nào, nhìn không không thấy bóng hết ma, không được, thế lại chạy đi ngủ rồi. Đây là đồ ăn của em kia, xem chúng mày ăn không. Có thể là vẫn còn đang mệt chưa muốn ăn. Nhìn thấy có quả chuối này. Không biết chuối này vợ có thể thắp hương không này. Hương phải đánh chết. Đấy, ăn gì thì ăn đi. Bữa tiệc chào mừng đến nhà mới. Quãng đường xa có thể có nó khá là mệt, đầu nó ngóc lên ngóc xuống đi. Nhìn như hai mẹ con. Nó đang thăm dò thức ăn. Chọn ăn chuối. Thấy chưa? À, nó khỏe mạnh. Về cái ăn chuối ngay sau một hồi. Vâng, em này bắt đầu thấy sợ khổ thân. Không phải sợ. À,
Nani, chào mừng chúng mày đến với nhà của Mr. Phùng. Clip đập hộp của mình em rùa núi vàng 96% mình đến đây kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nhé. Nhớ like và subscribe kênh của mình để nhận tiếp theo những clip về những chú rùa núi vàng của mình nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mình sẽ liên tục cập nhật các tình hình của các em rùa của mình. Xin chào.